Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thế Sơn Tôi Ta. Các bạn thân mến, hôm nay Thế Sơn Tôi Ta muốn chia sẻ với các bạn về thông tin Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới bất ngờ lộ diện. Ông vua địa hình Toyota Land Cruiser G200 đã tồn tại trên thị trường hơn 10 năm và tới đây sẽ ra mắt phiên bản hoàn toàn mới. Chúng ta cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Những hình ảnh về phiên bản thương mại sắp bán ra thị trường của Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Đáng chú ý, hình ảnh bao gồm toàn bộ ngoại thất không bị che đậy cũng như một vài chi tiết nội thất của Land Cruiser mới. Từ những hình ảnh này, có thể dễ dàng nhận thấy phần đầu xe đã được thay đổi hoàn toàn với lưới tản nhiệt kích cỡ lớn, thiết kế mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, đèn pha và đèn sương mù thiết kế nhỏ lại. Phần còn lại của ngoại thất Land Cruiser mới có thiết kế khá quen thuộc nhưng được tinh chỉnh để sắc cạnh hơn, mang lại tổng thể mạnh mẽ cho chiếc xe. Ở một vài chi tiết như vòm bánh xe, gương chiếu hậu sẽ mang đường nét của Lexus GX, Land Cruiser Prado. Bên trong nội thất, bảng đồng hồ nổi bật với sự xuất hiện của màn hình kỹ thuật số lớn hơn. Tuy nhiên, xe vẫn được trang bị đồng hồ cơ đo tốc độ và vòng tua. Vô lăng cũng được tái thiết kế vuông vức, sang trọng và cao cấp hơn. Nổi bật ở chính giữa táp lô là màn hình giải trí cỡ lớn giống như Lexus LX570, các nút bấm điều chỉnh hệ thống điều hòa, sưởi và làm mát ghế được di chuyển lên phía dưới cửa gió điều hòa. Toyota chưa hé lộ bất kỳ thông tin nào về Land Cruiser hoàn toàn mới, nhưng theo nhiều đồn đoán thì chiếc xe sẽ được trang bị động cơ 3,5 lít V6 tăng áp kép cũng như một phiên bản hybrid, thậm chí sẽ có cả sự xuất hiện của phiên bản động cơ dầu diesel 3.3 lít V6. Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường toàn cầu vào giữa năm nay. Để cập nhật thêm nhiều thông tin mới về chiếc xe Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới này thì các bạn đừng quên like, share, subscribe và bật chuông thông báo cho kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn trong thời gian tới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.